Đèn đỏ thì trông nè, mới để được cỡ nửa tháng nay rồi. Chỉ có đầy một cây với một cây ở ở cà phê phố núi. Cái hồ sẽ chết đó. Ở chỗ này là sân đua bò, cái trường đua của Thị Tôn. Nói là khu du lịch Tà Pạ chứ thật ra cũng chẳng có mẹ gì, vô trong này là toàn là đá thôi. Nhiều khi dân ở mấy cái huyện khác, dân nó ở dưới đồng bằng nữa, thấy lạ mắt chứ mình ở đây mà ở đây riết cũng quen, thấy cũng chả có gì đẹp. Mà bà con ta ở mấy cái huyện ở dưới đồng bằng đó, ta không có mấy cái cảnh này đâu, không có mấy cái cảnh núi rồi rừng như thế này. Đồng bằng đó, nó bằng phẳng mà nó đâu có cái gì đâu à. Nhà này cũng đẹp. Từ trong hồ sẽ chết đó, mình chạy ra gần tới cái cổng ngoài này, cái cổng khu du lịch Tà Pạ. Nó để có chỗ thì để khu du lịch sẽ chết, có chỗ rồi để khu du lịch Tà Pạ. Chưa mở đèn, đây Tết mở đèn tối thấy cũng đẹp.